Happy New Year. Well, năm nay thì chỉ có đường đi lên thôi chứ không có xuống nữa. Tại vì hồi sau ngày Noel thì mình bị bệnh, bị tim. Không phải vào nhà thương nằm cũng hết 4 ngày. Cho nên cũng không có đi đâu chơi. Giờ về nhà nhưng mà cũng bơ phờ mệt mỏi. Thì vô nhà thương thì bác sĩ nói là mình bị nghẹt tim. Cho nên họ thông vào tim để mà bỏ một cái ống để cho cái máu nó chảy thông được. Thì cũng phẫu thuật cũng dễ thôi. Nó chỉ cắt ngay cái cổ tay rồi nó đi bằng cái ống lên trên cái tay. Xong rồi vào trái tim. Xong rồi họ tìm thấy một cái nghẹt đó, xong rồi họ bỏ cái ống stent vào để cho máu nó chảy. Thì bây giờ mình khỏe lại rồi. Rất tiếc là New Year năm nay không có làm video gì hết, cho nên cũng không có post được. Bây giờ mình chỉ khỏe được một chút, cho nên đi rước mấy đứa con chở nó đi học rồi đi shopping này nọ, về nhà nghỉ tiếp, có vậy thôi. Thôi có gì mình dẫn bà con theo hôm nay coi mình đi đâu nha. Bye. Đây là cái quán Việt Nam cà phê với bánh tráng. Hôm nay mình đi chợ Nhật mua vài món đồ mình cần. Lâu quá mình không có đi cái chợ này. Hôm nay đi chợ sớm quá, chưa có gì hết. Mới cái 9 giờ sáng thì mình đã đi chợ rồi. Thì đưa mấy đứa con đi học xong mình ghé đây luôn. Bây giờ thấy mấy cái này chắc đồ ăn cũ hôm qua nó để lại quá. Coi cái cái này là mayonnaise. Cái khu bia Nhật này của mình thích lắm, nhưng mà giờ mình bị bệnh rồi nên không có uống được hết. Hồi xưa mình ở cái đảo Okinawa, cái bia này cũng thích lắm. Sapporo Good Beer, Asahi. Too bad mình không uống bia. Đây là sake. Phải bỏ rượu thời gian mới được. Không uống được. Mình đi vô
trong cái mall mua cái đồ cho Apple mà giờ sớm quá trời, everything đóng cửa hết trơn. Còn sớm quá, qua đây kiếm đồ mua cho cái Mac, cái charger, bây giờ sớm quá. Thứ năm, ngày thường không có ai đi shopping hết. Ok, đây là cái tiệm Microsoft, chưa mở. Nhân viên bên đây nó cạnh tranh với Apple. Còn sớm quá, chưa mở. Bên đây Apple Computer. Còn sớm quá, mình phải ngồi đây chờ thôi. Ít nhất 20 phút nữa. Này là cái gì vậy sao? Hello. Cái con robot. What is it supposed to do? Ở đây thấy vui quá. Cái tiệm Apple thì nó nằm bên đây. Nhân viên nó đang họp trước khi mở cửa. Còn bên đây thì là Microsoft. Hai bên nó cạnh tranh với nhau nhưng mà nó cũng ở cái sát bên nhau. Nhân viên nó cũng đang tụ họp bên đấy. Headphones, iPhone. Mua xong này rồi thôi, that's it. iPad. That's it.
hôm nay trời nắng quá đẹp luôn. Mấy hôm trước mưa rầm rầm, lạnh lẽo, tối hù. Giờ mình đang trên đường về nhà. Đây là cái laptop của mình. Mấy nay không có xài được là tại vì cái charger nó bị hư rồi, nó đứt ra luôn. Apple nó làm thì nó bán nguyên một cục này, một cục mới đây, 90 đồng, 90 đô la. Mình nghĩ ở Việt Nam chắc đem này đưa cho thợ nó làm chắc tốn chừng 20 bạc mà. Mình sẽ thay cái mới, nhưng mà mình sẽ tìm cách mình hàn lại để mình làm cái này cho một cái backup, cái trừ bị. Đấy. Đây, mở nó ra. Chín chục đồng, hoa khoa 80, nhưng mà mình cộng thuế vô là cũng gần 90 đồng. Ôi, cảm thấy nhức đầu quá nên mình phải mua cái thuốc chống đầu trước nghe đó. Ibuprofen thuốc nhức đầu. Đây quá trời. Bác sĩ dặn mình phải uống thuốc này, không được uống thuốc khác. Chưa làm chảy.